Hi, Thế Giới Đèn Trang Trí xin chào tất cả các bạn, chúc bạn một ngày mới tốt lành. Thì đầu video thì các bạn đã được xem cái sản phẩm ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Đó, thì đây chính là hình ảnh này các bạn. Rồi, như các bạn đã thấy đấy thì đây là một trong những cái sản phẩm nó mang tính chất rất chỉn chu. Ở cái lứa tuổi nào thì cũng có thể sử dụng được cái sản phẩm quạt trần này các bạn ạ. Thì đây nó là cái chiếc quạt trần cánh gỗ 5 cánh và có một cái trao đèn thủy tinh ở phía dưới. Những cái họa tiết hoa văn nó mang hơi hướng của classic, hơi cổ điển một chút. Nhưng nó lại tạo cho ta một cái sự sang trọng, chất lượng, đẹp và nó rất là chỉn chu các bạn ạ. Nó rất là đẹp. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cái cách lắp ráp về chiếc quạt trần này các bạn nhé. Các bạn xem clip của mình thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh cũng là like, share những cái clip của mình để cho nhiều người đến với các bạn nhé. Ok, nào chúng ta cùng đi lắp ráp nó nhé. Rồi thì đây nó chính là cái thùng quạt. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra các bạn nhé. Thì rồi đây các bạn, thì đây nó toàn bộ là những cái linh phụ kiện của cái chiếc quạt này. Thì mình giới thiệu các bạn thì đây nó là cái phần cánh gỗ của nó các bạn nhé. Thì cánh này nó có hai màu các bạn này. Một là cánh màu nâu và một màu nữa màu nó hơi đỏ hơn một chút các bạn nhé. Nó đây là phần gỗ ấy. Đây là phần tay nối cánh và động cơ các bạn nhé. Đây là phần tay nối. Đây là phần động cơ rồi. Các bạn nhìn này các bạn thì bạn biết ngay là đây là phần động cơ. Trong màu nâu xanh. Rồi đây là nó là cái phần bát thủy tinh phía dưới các bạn nhé. Đây nó là phần khóa đèn. Đó. Cái sau này là cái bát úp sẽ nó sẽ úp vào đây. Rồi ok. Đây là những cái linh phụ kiện phần treo các thứ của nó các bạn nhé. Thì giờ mình sẽ đi lắp ráp cái phần này. Đó. Thì giờ mình sẽ đi lắp ráp cái phần này vào với nhau các bạn nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ lắp cho khách hàng cái phần mặt nâu này quay xuống các bạn nhé. Đó thì mình cũng đã giới thiệu sơ qua ở những cái clip trước thì mình các bạn nhé. Thì khi mình vặn cái này, những con ốc này, vít này thì mình nên sử dụng bằng tay để mình dùng cái những cái tung vít bằng tay thì các bạn nhé. Bởi vì là khi mình vặn vít cái này này thì mình sẽ cảm nhận được cái lực siết của tay. Đó, bởi vì là mình nếu mà mình không cảm nhận được lực siết của tay ấy, mình vặn nó quá đà thì cánh nó sẽ bị lõm cánh xuống các bạn nhé. Nó sẽ bị lõm những cái phần này xuống này, nó dẫn đến cái hiện tượng là cánh có thể là nó sẽ không được cân cánh các bạn nhé. Khi chúng ta lắp vào thì quạt cái tỉ lệ quay nó sẽ bị dễ bị rung lắc hơn. Đó là cái lưu ý, những cái kinh nghiệm của mình khi mình đi lắp đặt các bạn. Và chúng ta cũng vặn đều tay các bạn nhé. Khi các bạn vặn nó vừa tay vào tầm máy các bạn nhé, thì các bạn nên để vậy để chúng ta vặn, chúng ta nhìn này. Bởi vì là cái lực siết nó vừa phải ấy, thì chúng ta sẽ những cái phần vị trí này nó sẽ không bị lõm xuống các bạn nhé. Chúng ta phải để nghiêng nghiêng vào để chúng ta nhìn này. Đó, thì cái phần cánh nó không bị lõm vào thì sau này thì cái tỉ lệ cánh nó cân bằng nó sẽ dễ hơn. Đây là cái kinh nghiệm đi lắp của mình đấy các bạn. Và nó cũng có những cái bài học nó rất là đắt giá rồi. Vặn quá đà nó lõm đến lúc cánh nó không được cân các bạn, thì chúng ta cân cánh khi mà lắp quạt chúng ta treo lên thì cân cánh của nó sẽ rất là vất vả. Đó chính là lý do vì sao mà khi mình đi lắp đặt quạt mình ít khi mình sử dụng máy siết. Thì sử dụng máy vít với máy siết thì nhiều khi nó bị quá tay các bạn, mình không chủ động được cái phong đua, cái lực siết của nó dẫn đến hiện tượng là cánh bị lõm đấy.
tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ làm liên kết phần cánh với này động cơ các bạn nhé. Ok rồi các bạn, thì mình vừa lắp xong hệ thống cánh của nó rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lắp đến cái phần những cái phần tay nối của cái chiếc quạt này. Rồi nha các bạn, thì bây giờ tiếp theo mình sẽ đấu cái nguồn này vào các bạn nhé.
Rồi ok các bạn, clip của mình thì đến đây là hết rồi. Hy vọng qua cái clip này thì các bạn xem thì sẽ cảm nhận được cái độ đẹp của cái mẫu quạt trần 5 cánh canh gỗ này. Và các bạn sẽ tự tay các bạn sẽ biết lắp ráp được cái bộ quạt trần này các bạn nhé. Các bạn xem clip của mình thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách nào đăng ký kênh cũng là like, share những cái clip của mình để cho nhiều người được biết các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.